Vâng ạ, chào mừng các quý khách hàng đang theo dõi livestream của hệ thống thẩm mỹ Thu Cúc, và chúng ta cùng gặp lại nhau trong một không gian mới mẻ hơn, đó chính là phòng thay băng cắt chỉ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ lại bạn Nguyễn Hà sau khoảng 7 ngày trải nghiệm dịch vụ nâng mũi Highline NanoCell 4.0 tại Thu Cúc. Và hôm nay thì Nguyễn Hà đã sắp xếp thời gian của mình đến với Thu Cúc để cắt chỉ sau khoảng 7 ngày mọi người nhé. Và bây giờ thì các chuyên viên của chúng tôi đã vừa thực hiện cắt chỉ xong cho Hà rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tôi tiến lại gần hơn để có thể trò chuyện với bạn Hà một chút nhé. Dạ vâng, mình chào bạn. Bạn ơi, không biết là sau khoảng 7 ngày sử dụng dịch vụ nâng mũi Highline NanoCell 4.0 vô khuẩn tại Thu Cúc thì không biết là Hà có cảm nhận như thế nào về cái dáng mũi của mình? Chào tất cả mọi người. Có lẽ mọi người đã gặp mình ở trong những cái live stream trước rồi đúng không ạ? Thì sau 7 ngày mình đến đây cắt chỉ thì trong cái thời gian vừa qua thì dáng mũi của mình đã thay đổi. Các bạn có thể nhìn thấy nó đã thay đổi khá là nhiều. Dáng mũi của mình đã cao hơn và trông khuôn mặt có vẻ là tây hơn, tanh cát hơn đúng không ạ? Trước đây thì dáng mũi của mình là khá là thấp, không lộ sống mũi và hai bên cánh mũi thì khá là bè. Thế nên là làm cho khuôn mặt ấy không được thanh thoát. Sau khi thực hiện nâng mũi xong thì mình cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều luôn đấy ạ. Không biết là khi về nhà thì Hà có gặp phải cái khó khăn gì trong việc ăn kiêng một số thứ như là đồ nếp hay là thịt gà rau muống không? Hiện tại thì từ lúc mà mình phẫu thuật xong thì mình vẫn chỉ ăn thịt lợn thôi ạ. Đúng rồi, đúng không? Nó cũng chỉ hơi sưng 1-2 ngày đầu thôi. Sau đó thì những ngày sau thì hoàn toàn bình thường. Sau ngày phẫu thuật đầu tiên thì mình vẫn đi làm bình thường, không có cái vấn đề gì cả. Vâng, đúng rồi, dịch vụ nâng mũi thì cũng chỉ là tiểu phẫu rất là nhỏ thôi. Nên là khi mà mình thực hiện xong rồi thì mình không phải nằm viện này, không phải nghỉ ngơi quá lâu, mà mình có thể trở lại sinh hoạt bình thường ngay với những cái công việc, không phải lên truyền hình hay là tiếp xúc quá nhiều với ống kính, đúng không nào? Thì không biết là sau khi thực hiện dịch vụ nâng mũi xong, khi về nhà thì Hà có nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè hay là người thân không vậy? Người mà hay gặp mình nhất đó là những đồng nghiệp của mình. Họ, tức là mọi người đều dành cho mình một cái lời khen và đã bảo là cái dáng mũi mới này khá là hợp với gương mặt mình và nó làm gương mặt mình trở nên tây hơn rất là nhiều và mình cảm thấy rất là vui về việc đấy. Đúng rồi, trước đây thì mình cũng biết là sống mũi của Hà khá là thấp đúng không nào, đầu mũi thì còn to không được, không đúng rồi, không có độ bay đúng không, chưa có độ bay, chưa có độ nhô. Và ngày hôm nay thì dáng mũi của Hà đã thay đổi hơn rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn ở góc nghiêng để xem rõ hơn được dáng mũi của bạn Nguyễn Hà sau khoảng 7 ngày sử dụng dịch vụ nâng mũi Highline NanoCell 4.0 vô khuẩn tại Thu Cúc mọi người nhé. Và không biết là sau khoảng 7 ngày rồi thì Hà có cái cảm nhận như thế nào về cái dịch vụ tại Thu Cúc, và ngày hôm nay thì cũng chắc là cũng là ngày cuối cùng đúng không nào, mình đến với Thu Cúc trong cái chuỗi sử dụng dịch vụ nâng mũi, thì Hà có cảm nhận như thế nào? Như những live stream trước mình cũng chia sẻ là khi đến đây thì mình cảm thấy là dịch vụ ở đây rất là tốt, bởi vì là mình cảm thấy môi trường thì rất là sạch sẽ này, với môi trường NanoCell chống khuẩn 4.0 đúng không ạ? Thì bước vào thì những bác sĩ ở đây thì cũng rất là tận tình, chu đáo, mình cảm thấy mình được chăm sóc rất là kỹ và luôn luôn cảm thấy là hài lòng với cái dịch vụ ở đây. Cảm ơn bạn Hà rất là nhiều nhé. Và bây giờ thì chuyên viên của Thu Cúc thì vừa mới thực hiện xong cắt chỉ cho bạn rồi, thì bây giờ mình gửi bạn một chiếc gương nhé. Bạn có thể cầm lấy gương và ngắm lại một lần nữa dáng mũi của mình. Vâng, các bạn hãy cùng tôi ngắm lại dáng mũi của bạn Nguyễn Hà sau khoảng 7 ngày sử dụng dịch vụ nâng mũi Highline NanoCell 4.0 vô khuẩn tại Thu Cúc mọi người nhé. Các bạn có thể thấy là mới chỉ 7 ngày thôi, thế nhưng mà mũi của Hà đã gom lại rất là nhiều rồi. Các bạn có thể thấy là dáng mũi rất là tự nhiên luôn ạ. Cao mà vẫn có đường S-line rất là mềm mại, từ gốc mũi đến đầu mũi rất là mềm mại, phù hợp với gương mặt của bạn Hà và khiến gương mặt của Hà trở nên xinh đẹp và có điểm nhấn hơn rất là nhiều. Cảm ơn Hà rất là nhiều nhé. Và mình cũng chúc cho Hà này, khi mà mình đã có một cái dáng mũi đẹp như thế này rồi thì mình sẽ ngày càng xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn và sẽ gặp được nhiều thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Và hy vọng là Hà hài lòng với dịch vụ tại Thu Cúc, thì sau này Hà có nhu cầu sử dụng các dịch vụ làm đẹp khác nữa thì mình sẽ còn quay trở lại Thu Cúc và giới thiệu cho bạn bè và người thân nhé. Chắc chắn rồi. Sau khi thực hiện cái dịch vụ thẩm mỹ xong thì mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình về Thu Cúc đến cho tất cả bạn bè, người thân xung quanh mình, để mọi người có thể biết và đến đây tìm hiểu, làm đẹp cùng mình và cũng có thể là thay đổi giống như mình. Cảm ơn Hà rất là nhiều. Một lần nữa thì cảm ơn bạn. Vâng, các bạn ơi, các bạn cũng muốn sở hữu một dáng mũi cao thanh tú giống như bạn Nguyễn Hà của chúng tôi ngày hôm nay, thì các bạn hãy nhanh chóng sắp xếp thời gian đến với Thu Cúc để được các bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn cho mình mọi người nhé. Mọi thắc mắc thì hãy để lại cho chúng tôi bên dưới livestream này hoặc gọi vào số hotline 1900 1920 để được tư vấn bảo trợ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo ạ.